Dạ con sắp tới tới thì chờ dạ. Lẽ qua lộ tiệm cũ à sau nước giá rồi lên lại và nên đừng nói gì nữa thôi nhớ đi rồi đó đi. Từ tháng tư mà trước khi đi ngủ với mình nó rửa mặt lại là mình ngồi là mình ngủ là được ngồi bên đây làm sáng sớm đó. Không nhưng mà muộn đến mình là lo nguyện chỗ của xà ba là được rồi tự nhiên rồi lo nguyện nữa họ đứng được cái dịch là nè nhưng mà này nhưng mà tay mà phải múa tay cũng chân phải đứng đơn nha à bây giờ chạy mình đẹp gái chúng tôi nhiều tiêu cũng nhiều nhưng mà không biết để lợi luôn một màu đó cố gắng em nghe chú miệng hơi đau xíu rồi.